Ia Blue là ai mà được mệnh danh là kẻ mạnh nhất sói già phố quan thời kỳ Regeneration trong Blockfoot? Mình thấy có rất nhiều bạn fan hay hỏi về Diablo. Sau nhiều ngày tìm hiểu và khai thác thông tin từ các pro player khác thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho anh em để đỡ thắc mắc nhé. Diablo là một pro player từng là captain của Donkey Family. Đây là crew duy nhất trên thế giới thắng được Demon's World, crew mạnh nhất Việt Nam và mạnh nhì châu Á thời bấy giờ, nhất là thời kỳ Regeneration. Nhưng mà theo mình thì crew Blood Moon của Kisamura hay Never Legend của E9, Diablo được nổi tiếng là do hai nguyên nhân duy nhất. Thứ nhất đó là do là member của crew Marine G7. Đây được mệnh danh là crew hải quân mạnh nhất Blockfoot và là một trong bộ ba có thể cho là PvP đỉnh nhất Blockfoot thời kỳ đầu tiên. Đó chính là Nova City, Mr. Grucky và Diablo. Thì bộ ba này có rất nhiều chiến tích cực kỳ là kinh điển và để mà kể hết thì nó rất là dài. Mình sẽ tiết lộ những thông tin này ở clip tiếp theo. Mình thường thấy Mr. Grucky hay đi với Cole hay NASA và Diablo thì đi với Nova, Xcity, nhưng mà nói chung là rất đỉnh với sự phối hợp nhịp nhàng để tạo ra những trận war hay nhất cho anh em. Đặc điểm của thành viên Marine G7 đó chính là ai cũng biết xài Freeman, Swordman và xài cả hai thứ rất là hay là đằng khác. Cho nên là Diablo xài Freeman hay Swordman đều rất là khủng, rất là bá đạo. Những thông tin như này được sưu tầm từ những người chơi pro player từ update đầu tiên trong Blockfoot, có thể sai và có thể thiếu. Nếu mà có anh em có thể bổ sung gì anh em hãy comment ở phía dưới. Chỉ còn duy nhất số lượng ạc 100% có tốc V4 siêu hiếm. Vì thị trường bây giờ rất là ít hàng tốc V4 này. Duy nhất Shopping Roblox xả lỗ rẻ nhất cho anh em, giá chỉ còn 149k. Anh em nhanh tay mua nhé.